Ta cha hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 85. Xin nhiên Lê Xiao Jie. Hảo, xin xin ạ. Bù khê chi. Zǒu bà. Zǒu bà. À, zhěn shūfù. Mán zǎ. Ê. Á yǐ biǎo jiě, zhě me qiǎo, nǐ me yě lái zuò spa à? Shì. 阿姨，我真的不知道您能做 SPA， 不然我早就安排您过来了。哦，之前大夫不让按摩，昨天会诊才解禁的。蕾蕾，这位是……啊，真舒服，慢走啊。Ồ, thật dễ chịu, đi thông thả. Su phụ, dễ chịu, thoải mái, đã. Ấy, a dĩ, biểu chị, trơ mơ chào à. Ủa, dì và chị họ, trùng hợp như vậy. Biểu chị, chị họ. Biểu, dùng để gọi anh chị em, con cô, con cậu, con gì. Chẹo, trùng hợp, khéo. Nhi Minh về lại chỗ spa. Dì và chị cũng đến spa hả? À dì, bộ trên tờ bố trư tao nhìn nửng chỗ spa. Dì ơi, con thật sự không biết dì đến spa. Bố rãn, bố chào chiêu anh phải nhìn qua lại là. Nếu không, con sớm đã sắp xếp gì đến đây rồi. Bù rãn, nếu không, chào chiêu, sớm đã, từ sớm. An phải, sắp xếp, sắp đặt, qua lại, qua đây, tới đây. Trư chén, tay phụ bù răng an mổ. Trước đó, bác sĩ không cho massage. Trư chén, trước kia, trước đó, bù răng không cho an mổ, massage. Chỗ thiên huy trịnh, chải chế chinh tợ. Hôm qua hội chẩn xong, bác sĩ mới cho huy trịnh, hội chẩn, thải mới, chế chinh, bãi bỏ lệnh cấm. Lễ lệ, trơ quay sư, lùi lùi, vị này là... À, bảo ý dạ, tôi đã quên giới thiệu rồi. Trơ quay là của bà đặc biệt trợ lý Nancy. Nancy, trơ quay là của Jun Xuyên, mẹ và bà. À, các bạn hả? Nhi hả? Lễ lệ. 是不是该走了？好像时间有点紧。哦，是啊，不好意思啊，我们可能时间来不及。晚上呢， Nancy 还要陪我爸爸参加一个特别重要的酒会，我们得去买衣服和买鞋子，得赶紧走了。啊，不好意思啊，哦，ngại quá。我都忘了介绍了，Lui đã quên giới thiệu rồi。这位呢，是我爸的特别助理Nancy。 Vị này là Nancy, trợ lý đặc biệt của ba Lui. Nancy, trợ lý quay sư. Nancy, hai vị này là... Sư Jun Xuyên và mama hở biểu chị. Là mẹ và chị họ của Tuấn Hiền. Lễ lệ, sư bu sư cai chầu lơ. Lui Lui, có phải là nên đi thôi? Cai chầu lơ, đã đến lúc phải đi. Hào xiang, sư chén dấu tiễn chìn nợ. Hình như thời gian có hơi cấp bách. Chỉnh, cấp bách, khẩn trương. Ồ, sư ạ, bố hảo gì sư ạ? Ồ, phải đấy, ngại quá. Wo men khờ nẫn sử chen lại bố chỉ. Con và chị Nancy có lẽ không kịp giờ. Khờ nẫn, có lẽ, lại bố chỉ, không kịp. Hoàn sang, Nancy hãy giao phẩy wo ba ba. Buổi tối, chị Nancy còn phải cùng với ba con. Tham gia một cơ thơ bế trung giao thờ chiều huy, giữ buổi tiệc rượu đặc biệt quan trọng. Thơ bế trung giao đặc biệt quan trọng. Wo men de qu mai yi fu he mai xie zi. Chúng con phải đi mua quần áo và mua giày. De gan jin zou le, phải nhanh chóng đi thôi. Gan jin, nhanh chóng. Trung giao chiều huy. À, a yi yao yi qi qu ma? À, bu, wo pa wo jian chi bu liao. 哦，行，那以后还有机会慢慢聊，说不定能成为一家人呢。别不好意思，都是自己人。阿姨、表姐，那我们就先走了。嗯，拜拜。再见。拜拜。很高兴认识二位，再见。重要酒会 ，tiệc rượu quan trọng à， 重要， quan trọng。 阿姨要一起去吗？ Dì có muốn đi cùng không? Bù, wǒ pà, wǒ jiān chí bù liǎo. Không,
Dì, dì sợ không kiên trì được. Chên chữ kiên trì. Chên chữ bù liệu, không kiên trì được. Xỉnh, nà dì hô hãy dù chi huy man man liệu. Được, sau này còn cơ hội trò chuyện. Xô bù tiên nẫn trẩn quẩy y cha rỉn nà. Không chừng có thể trở thành người một nhà. Xô bù tiên, không chừng. Trẩn quẩy, trở thành. Y cha rỉn, người một nhà. Bế bù hào y sư. Đâu sư tư chỉ rỉnh, đừng ngại, đều là người nhà cả. Tư chỉ rỉnh, người của mình, người nhà. A dĩ, biểu chìa, nà, của mình chiêu xin chậu là. Thưa dì và chị, con và chị Nancy đi trước đây. Xin chậu, đi trước. Hình cao xin rên sư ơ quầy, cha chên. Rất vui khi được quen biết hai người, tạm biệt. Cô怎么回事？小南怎么当上雷总特助了？我怎么知道怎么回事？你刚才没听雷雷说，他有可能成为……赶紧给巨蟹打电话，让他马上回家。好，不做了，走。Cô, chậm mà hủy sự. Cô ơi, việc này là sao? Chậm mà hủy sự. Nguyên nhân sự việc là như thế nào? Xiao Nán chậm mà tăng sang lấy tổng thơ chu là. Sao Tiểu Nam lại làm trợ lý đặc biệt của Lôi Đẩm? Của chậm mà trư tao chậm mà hủy sự. Cô làm sao biết nguyên nhân sự việc là như thế nào? Nì căng thải mấy thiên lấy lệ xua. Hồi nãy cháu không nghe Lôi Lui nói sao? Tha dỗ khờ nẫn trẩn quỷ. Nó có thể trở thành. Trẩn quỷ, trở thành. Cán chính kỳ chuyên xiển tạ tên hoa. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Túng Hiền. Răng tha mà sang hủy cha. Bảo nó về nhà ngay. Mà sang, lập tức, ngay, liền. Bố cho là chậu. Không làm nữa, đi thôi. Cảm ơn Lê小姐. 啊，真舒服。阿姨，表姐，这么巧，你们也来做 SPA 啊？是。阿姨，我真的不知道您能做 SPA， 不然我早就安排您过来了。哦，之前大夫不让按摩，昨天会诊才解禁的。蕾蕾，这位是……啊，不好意思啊，我都忘了介绍了。 这位呢，是我爸的特别助理Nancy。Nancy，这两位呢是俊贤的妈妈和表姐。啊，你们好。你好。蕾蕾，是不是该走了？好像时间有点紧。哦，是啊。不好意思啊，我们可能时间来不及。晚上呢，Nancy还要陪我爸爸参加一个特别重要的酒会，我们得去买衣服和买鞋子，得赶紧走了。重要酒会。 阿姨要一起去吗？啊，不，我怕我坚持不了。哦，行，那以后还有机会慢慢聊，说不定能成为一家人呢。别不好意思，都是自己人。阿姨、表姐，那我们就先走了。嗯，拜拜。再见。很高兴认识二位，再见。 怎么回事？小南怎么当上雷总特助了？我怎么知道怎么回事？你刚才没听蕾蕾说，他有可能成为……赶紧给巨蟹打电话，让他马上回家。好，不错了，走。 Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 85 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.